Halloween quà cực xịn, nhiều mini game mới và khuyến mãi khủng đang chờ các bạn tham gia ngay nha. Xin chào hơn 300 gần thủ đang chơi từ game Fish này, một từ game câu cá. Và có thể nói từ game câu cá này hiện tại là từ game câu cá nổi tiếng nhất trong Roblox về số lượng người chơi và cách chơi của nó. Cuốn, đúng không? Rồi thì ngày hôm nay, game cập nhật có khá nhiều thứ mới, có đảo mới, có cá mới, cần câu mới. Và trong video này, mình sẽ tóm tắt nhanh cho các bạn nha. Thì đầu tiên bạn thấy bên này, phù thủy vẫn còn nè. Cái này mình đã nói nhiều video rồi. Trong game sẽ có thông báo trên khung chat ấy, những nguyên liệu phù thủy với dòng chữ màu xanh ha, nó sẽ rơi đâu đó trên một hòn đảo cụ thể và bạn là người nhanh chân nhất nếu mà chơi xe bình thường đi tìm nó, đem nguyên liệu đó về trả cho phù thủy thì mình sẽ có được những món đồ của Halloween. Cần câu Halloween nè các bạn, Haunted Rod, cần câu Halloween ha, và một món đồ cực kỳ ngon đó chính là cái thuyền Flying Dutchman, thuyền Halloween, nên tranh thủ nha, tại vì hết sự kiện là không lấy được đâu. Cái thuyền này đẹp ấy, đi cũng nhanh nữa, hơi khó điều khiển tí thôi. Bên hông của mình bạn thấy có một cái đèn đúng không, cái này gọi là cái lantern các bạn, các công năng sẽ giúp nó phát sáng, giúp bạn phát sáng trong đêm. Nó là một trò chơi gacha đấy, ở hòn đảo đầu tiên Moonwood gần hải đăng nè, bên góc trái này ha. Mọi NPC thường xuất hiện nha, các bạn cứ go server tới góc này tìm, không có thì chắc cỡ 50 phút sau sẽ có thôi. Mỗi lần chúng ta sẽ tốn 1.000 tiền, cái này gọi là lantern keeper để random, tại vì sẽ có rất là nhiều cái kiểu dáng lantern khác nhau ấy, bạn muốn dành 1.000 tiền hay không sure. Ok, cái này gọi là paper các bạn, paper lantern, tròn tròn dễ thương á. Ngoài đúng ý nghĩa nó là cái lantern, tức là đèn phát sáng, thì nó còn giúp mình nữa gì hay không thì mình cũng chưa có biết. Với cập nhật mới kỳ này chúng ta sẽ có hai map, gọi là hai nơi câu cá đi. Đầu tiên á là Bright Pool, gồm có 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7 con cá. Khu vực thứ hai là Desolate Deep, thì hai khu vực này nó nằm chung một nơi nha mọi người. Thì ra mình sẽ có vài con cá cho bạn coi, cũng không hiếm lắm đâu, nhưng mà kiểu showcase thôi. Đây, con sứa bạn, sứa phát sáng đúng không? Đây là một con cá nè, phải đầu video thôi, chứ không nhiều tiền á, giờ đi bán đó. I would like to sell it 198 tiền. Còn con sứa này nhiêu tiền? Sứa 186 tiền ở cũng được. Thì đây nè mọi người, ba nguyên liệu phù thủy được rơi ở Snowcap. Nên các bạn nhanh chân đi tới Snowcap tìm nó, sau đó trả phù thủy ha. Ok, spawn. À khoan, những vật phẩm mới, cái map mới này á, chúng ta phải lặn biển, lặn sâu xuống bên dưới. Và chúng ta là người mà có oxy đúng không? Để mà lặn nhanh á và thở được dưới nước lâu hơn, chúng ta cần phải có một cái diving gear. Ở đây có một cái basic à, 3.000 tiền. Nhưng nếu bạn có nhiều hơn, cụ thể là 15.000 tiền, thì không nên mua 3.000 tiền. Rồi cái chỗ này lưu ý nè, trong game mình sẽ có la bàn đúng không? Động tay Nam Bắc, cái này đi cẩn thận nha, dễ bị lạc lắm ấy. Đầu tiên mình sẽ đi tới khu vực này, đảo Status. Cái đảo có cái tượng ấy, cái tượng các bạn dùng Enchant ấy, Enchant Relic vào ban đêm ha. Đây là theo hướng Bắc nè, hướng North, quẹo đen tí. Bạn thấy ở đây mình sẽ cục đá đúng không? Vị trí của nó là hướng NE, North East. Rồi, bẻ quan tí, ở hướng NW, North West. Lên đây một tí thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái phao. Cái phao này hình như là cái phao đo mực nước đó mọi người. Đi từ từ thôi, nó không xa lắm đâu. Lấy điểm mốc là từ cái đảo tượng với lại cái mỏm đá gần đó. Thì phao nước chỗ này á là một cái diving gear, nó cao hơn 15.000 tiền. Mình đang xài đi, trang bị đi vô. Nó trang bị một cái bình lặn ha, giúp bạn lặn nó lâu hơn. Rồi đây mình sẽ có thêm một cái nữa, số 4 của mình nè, Super Flipper. Rồi cái chân vịt á, giúp bạn bơi nhanh hơn. Cái này trên mặt nước không có bán đâu, mà nó bán bên dưới cái map mới. Mình có mình trang bị vô. Thì để bạn thấy là mình lặn xuống nó hơi tối đúng không? Do mình đang quay video, mình có thể chỉnh được độ sáng. Mình sẽ chỉnh sáng cho bạn dễ quan sát hơn. Còn trong game á, thì các bạn bấm vô phần menu nè, bật chọn này, Higher Brightness để cho nó sáng hơn. Đây là tối nè, thấy tối hù không? Quá tối luôn, sáng hơn được miếng. Còn bạn xài phần mềm được thì cứ xài á. Mình sẽ chỉnh sáng hơn một tí. Ở trên này hơi sáng nè, nhưng mà đi xuống bên dưới khá là tối các bạn. Chỉnh sáng như vậy là hợp lý cho khi mình lặn xuống nè. Đó bạn thấy dễ quan sát không? Thì dưới này chúng ta sẽ có hai đường đi, hai nhánh đi nè. Mình sẽ đi về nhánh bên trái trước nha. Chỗ này khá là nhỏ các bạn. Và khi mình có chân vịt á, bơi rất là nhanh, tiết kiệm thời gian oxy của mình. Mình sẽ luồn lách. Rồi bơi lên, bơi lên. Các bạn nên mua cái 15.000 tiền nha. À bơi góc trái nè. Tại vì các bạn mua cái basic 3.000 tiền thì mình nghĩ là không đủ oxy đâu. Rồi ok. Ở đây mình sẽ có NPC nè. Dưới đây cũng sẽ có cái Advanced Diving Kit, à diving gear nhá. 15.000 tiền và chân vịt, 9.000 tiền cho cái basic, cũng như là 30.000 tiền cho cái super, super bơi nhanh nhất. Và cần câu mới đầu tiên, đó là Renford. Giá là 20.000 tiền á, nên mình mua rồi. Tại vì 20.000 tiền nó không mắc lắm. Chỉ số thế nào các bạn? Lure speed là 0, bình thường. Lucky 15%. Control ok, cũng bình thường. 0.05. Resilience 0%. Khối lượng tối đa, infinite, không giới hạn luôn. Câu con cá 10.000kg, 100.000kg cũng được. Thì tại vì sao người chơi cần phải có cần câu này? Đây là cần câu bắt buộc, giống cần câu mắc Marot vậy á. Tại vì mắc Marot, cái này, là cần câu. Các bạn câu được bên dung nham đúng không? Thì bên đây cũng vậy. Cái map này nè, cái map Bright Pool này chúng ta chỉ câu được khi người chơi đã trang bị gần câu là Rainfall. Giờ mình đi ra nhé, bật sáng lên cái nè. Đẹp làm cái map khó ghê á, ác thiệt chứ. Kiểu mà bạn không thấy đường á, bơi tới bơi lui là hết oxy nha. Rồi, quẹo trái thôi. Còn bên kia bạn đi quẹo phải nha. Tại vì cái chỗ này á, nó là một cái vòng tròn.
giống như cái bùng binh vậy. Đó, đi đường kia qua cũng được nè. Nói chung đi xuống và quẹo phải là đi tới map này, Desolate Pocket. Còn quẹo trái đi vô cái hốc hồi nãy là mua cần câu mới, một khu vực mới nữa. Rồi giảm sáng tí nha, qua phía bên này. Trên đây chúng ta sẽ có một con Merchant, cũng sẽ có chân vịt nè. Clipper thường thôi, 9.000 tiền. Với lại Glider. Cái Glider này các bạn mua bên trên cũng được nha, bên khu vực núi lửa đấy, phải có nó để vô cái map kia. Rồi đây mình có thêm một cái tên là Tiebreaker, 80.000 tiền. Cái này theo mình đoán á, giống thực tế á, là nó sẽ giúp bạn bơi nhanh hơn. Các bạn cầm nó phía trước, cầm bằng tay của mình với cái động cơ các bạn, đẩy bạn đi nhanh hơn. Rồi nha, chỗ này quan trọng nè. Các bạn thấy NPC này không? Nó nhìn về phía bên kia, các bạn sẽ đi theo hướng của nó. Nó chỉ đường á, cái hướng đó là mình sẽ đi tới khu vực Rifle. Rồi leo lên đây, khu vực mình cần tới á là bên trái. Để khoan, hình như đây bay vẫn được. Chúng ta sẽ trang bị Glider. Thì để kích hoạt Glider bạn bấm số 4. Nhưng mà trong quá trình mình đang ngồi là trên không trung thì mới bấm được. Nhảy. Ok. À vẫn được nè. Chúng ta sẽ đi qua bên đây. Nhảy. Ok luôn. À đi chỗ này sẽ đơn giản hơn. Rồi leo lên á. Ở đây mình sẽ có một cái hốc bà tó. Chui vô. Đây chính là cái đường dẫn mình tới cái Bright Pool. Đấy. Thì bên góc chỗ này nè, lại siêu hẹp. Trong đây chúng ta sẽ có một cái Totem. 500.000 tiền, không biết chỗ gì. Aurora Totem. Đã chưa đủ tiền mua ha. Hồ câu mới. Và như mình vừa nói á, chỉ câu được bạn cần câu Renford. Dưới này có một con cá mít tích siêu bự luôn. Và cái dưới này khá là khó câu nha, nên cần chúng ta cái Resilience cao. Nên nếu được trang bị cho cần câu Renford này cái Ingenious Resilience. Mấy con cá cùi cùi này thì không nói rồi. Một cục đá sao? Dã man. Rồi ok, đi ra lại nha. Mình sẽ chỉ các bạn tới vị trí cần câu thứ hai. Cần câu này xịn sò nè. Mình cho bạn có hình trước. Nó tên là Trident Rod. Giá 150.000 tiền. Nó có gì các bạn? Nó cho chúng ta là Lure Speed. Tốc độ cá cắn câu 20%. Lucky 100%. Control thì không ha, Resilience là không. Khối lượng tối đa 6.000kg. Thì 6.000kg mình nghĩ là câu được hầu như tất cả cá trong game rồi. 150.000 tiền. Tại sao mắc như vậy? Các bạn đọc cái dòng chữ bên dưới nè, cái phần mô tả đó đó. Có cơ hội to start a fish, làm con cá bạn ổn định. Siêu ổn định luôn. Nghĩa là cho dù cái Resilience đó là không, nhưng khi bạn bị dính gọi là cái ability, kỹ năng của nó, thì con cá các bạn sẽ siêu ổn định, câu được luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn coi cái đường đi nè, đi tới cái mũi tàu nha, cái mũi đá như vậy, lại chỉnh sáng lên. Cho bạn nhìn thấy bên dưới á, ở đây mình sẽ có một cái hốc nhỏ nhỏ, đâu ta, nằm đâu đó dưới bộ xương nè, hình như bên trái này, à đây, siêu nhỏ luôn, chui vô. Rồi ok, một nơi bí mật. Thì cái nơi này các bạn, phía trong này là cái nơi mua cần câu, chỉ là nơi mua cần câu thôi. Ở đây mình sẽ có 5 bục đá, nó sẽ cần chúng ta cái Enchant Relic, cái cục mà dùng để Enchant á. Các bạn có 5 cục, lắp 5 cục vô đây, cửa sẽ mở, vô đó mua. Và cuối cùng, chúng ta sẽ có thêm 3 Enchant mới, theo như bạn cung cấp hình ảnh cho mình ở trong Discord. Đầu tiên là Hasty các bạn, Hasty là cộng Lure Speed, tốc độ mà. Enchant Hasty, nó sẽ cho cần câu các bạn, con cá cắn mồi nhanh hơn 50%, siêu nhanh luôn á. Enchant thứ hai là Quality, tổng hợp nhiều chỉ số. Lucky 10%, Resilience 5%, Lure Speed 10%, một dạng hỗn hợp. Ok, không quá xịn, nhưng đồng đều ha. Và cuối cùng là Noi, nó tăng chúng ta Albino và Dragon. Có thể có một cái dạng Mutation đi, cơ hội là 10%, 10% có được cái Mutation này. Chắc là hết rồi. Cập nhật mới của từ game Fish cho những cần thủ đang chơi từ game này. Cảm ơn theo dõi và hẹn gặp lại những nội dung tiếp theo. Xin chào.